Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 4. Khi con trai của Saul hay rằng Abner đã thác tại Hebron thì sờn lòng ruổng chí và cả Israel đều bối rối. Vả, con trai của Saul có hai đội trưởng, một người tên là Baana, một người tên là Rekab. Hai người là con trai của Rimmon ở Beeroth về chi phái Benjamin. Vì dân Beeroth kể như người Benjamin, mặc dầu chúng đã chạy trốn nơi Gi-tha-im là nơi chúng ở cho đến ngày nay. Jonathan, con trai của Saul, có một con trai bại chân. Khi tin Saul và Jonathan thác ở Gi-ra-ên thấu đến, thì nó đã được 5 tuổi. Vú nó đem nó chạy trốn. Trong cơn lật đật trốn nó té, nên nổi nó trở nên què. Tên nó là Mephibosheth. Hai con trai của Rimmon ở Beeroth là Rekab và Baana. Trong lúc trời nắng ban ngày, đi đến nhà Ích-bô-sết, người đang nằm nghỉ trưa. Hai người đi tuốt đến giữa nhà, giả đò lấy lúa mì, rồi đâm bụng Ích-bô-sết. Đoạn, Rekab và Baana ăn người trốn đi. Vậy, hai người đi vào nhà Ích-bô-sết, trong khi người nằm nghỉ trên giường tại phòng ngủ đánh giết người. Đoạn cắt lấy đầu người, rồi bắt đường đồng bằng mà đi trọn đêm. Hai người đem đầu Ích-bô-sết về Hebron, dâng cho vua David mà rằng: "Này là đầu của Ích-bô-sết, con trai của Saul, kẻ thù nghịch vua, vẫn toan hại mạng sống vua. Ngày nay Đức Giê-hô-va đã báo thù Saul và dòng dõi người cho vua là Chúa tôi." Nhưng David đáp cùng Rekab và Baana, con trai của Rimmon ở Beeroth mà rằng: "Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống là đấng đã cứu ta khỏi các hoạn nạn mà thề rằng: Ta đã sai bắt kẻ đã đến thuật cho ta hay rằng Saul đã thác và tư tưởng rằng mình là một sứ giả đem tin lành. Ta đã giết kẻ đó tại Siết-lát đặng trả công cho một sự báo tin giường ấy. Phương chi những kẻ hung ác đã giết một người lành nằm trên giường tại trong nhà mình. Vậy, ta há chẳng nên đòi huyết người lại nơi tay các ngươi và diệt các ngươi khỏi đất sao?" David bèn truyền lệnh các đầy tớ mình giết hai người đó. Chúng chặt tay và chân họ rồi treo thây gần bên ao Hebron. Đoạn, chúng lấy đầu của Ích-bô-sết chôn trong mồ Abner tại Hebron. Chương 5. Bây giờ, hết thảy các chi phái Israel đến cùng David tại Hebron mà nói rằng: "Chúng tôi đây vốn là cốt nhục của vua. Đã từ xưa, khi Saul còn cai trị chúng tôi, chính vua đã dắt Israel ra trận và đem họ về. Đức Giê-hô-va có phán cùng vua rằng: Ngươi sẽ chăn dân sự ta và làm vua của Israel. Vậy hết thảy các trưởng lão Israel đến cùng vua tại Hebron. Vua David lập giao ước với họ tại Hebron trước mặt Đức Giê-hô-va và chúng sức dầu cho David làm vua của Israel. Khi David khởi trị vì, tuổi đã được 30, người cai trị 40 năm. Tại Hebron, David trị vì trên Juda 7 năm 6 tháng, rồi tại Jerusalem, người trị vì trên cả dân Israel và Juda 33 năm. Vua và các thủ hạ kéo đến Jerusalem đánh dân Jebusit vốn ở tại xứ này. Chúng nó nói cùng David rằng: "Ngươi chớ vào đây, những kẻ đuôi và què đủ mà xô đuổi người đi." Nghĩa là muốn nói David sẽ không vào đây được. Nhưng David hãm lấy đồn Si-ôn, ấy là thành David. Trong ngày đó, David nói rằng: "Phàm người nào đánh dân Jebusit nhào xuống khe kẻ què và kẻ đuôi chúng nó, tức những kẻ cừu địch của David, sẽ được làm đầu mục và quan trưởng." Bởi cớ đó có tục ngữ rằng: "Kẻ đuôi và kẻ què đều sẽ chẳng vào nhà này." David ở trong đồn, đặt tên là thành David. Người xây vách tứ vi từ Milo trở về trong. David càng ngày càng cường thạnh và Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vạn quân ở cùng người. Hiram, vua thành Tyre, sai sứ đến David,
đem theo gỗ bá hương, thợ mộc, thợ đá, đặng xây cất một cái đền cho David. Bây giờ David nhìn biết rằng Đức Giê-hô-va đã lập mình làm vua trên Israel và khiến nước mình được thịnh vượng vì cớ dân Israel của Ngài. Sau khi David từ Hebron đến, thì còn cưới thêm những hầu và vợ ở Jerusalem, lại sinh thêm cho người những con trai, con gái khác. Này là tên các con trai sinh cho người tại thành Jerusalem: Samua, Sobab, Nathan, Salomon, Giba, Elishua, Nefet, Yafia, Elishama, Eliyada và Eliphelet. Khi dân Philippines biết David đã chịu sức dầu làm vua Israel rồi, thì kéo ra đặng đánh người. David hay điều đó, bèn đi đến đồn. Dân Philippines đi đến bủa ra trong trũng Rephaim. Bây giờ David cầu vấn Đức Giê-hô-va mà rằng: tôi phải lên đánh dân Philippines chăng? Ngài sẽ phó chúng vào tay tôi chăng? Đức Giê-hô-va đáp cùng David rằng: hãy đi lên, vì hẳn ta sẽ phó dân Philippines vào tay ngươi. Vậy David kéo đến Ba-an-Pherakshim là nơi người đánh dân đó, và người nói rằng: Đức Giê-hô-va đã đánh vỡ các kẻ thù nghịch tôi khỏi trước mặt tôi khác nào nước chảy. Bởi cơ đó, người đặt tên chỗ này là Ba-an-Pherakshim. Dân Philippines bỏ lại các thần tượng của chúng nó tại đó. David và thủ hạ người lấy đem đi. Dân Philippines trở lại lần thứ nhì và bủa ra trong trũng Rephaim. David cầu vấn Đức Giê-hô-va. Ngài đáp rằng: ngươi chớ đi lên, hãy đi vòng phía sau chúng nó, rồi ngươi sẽ tới chúng nó về hướng cây dâu. Và khi nào ngươi nghe tiếng bước trên ngọn cây dâu, bây giờ hãy lật đật xông tới, vì chính trong lúc đó Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi đặng hãm đánh đạo quân Philippines. David làm mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn người. Người đánh đuổi dân Philippines từ Geba cho đến Gê-xe. Chương 6. David lại nhóm hiệp hết thảy những người kén chọn của Israel, số chừng 3 vạn người. Đoạn người trỗi dậy, có và dân sự đồng theo, đi từ Ba Lê ở xứ Giu-đa đặng thỉnh hòm của Đức Chúa Trời lên. Trước hòm ấy, dân cầu khẩn danh Chúa, tức là chính danh Đức Giê-hô-va vạn quân, vẫn ngự ở giữa cherubim tại trên hòm ấy. Chúng để hòm của Đức Chúa Trời trên một cái xe mới, rồi đem đi khỏi nhà Abinadab ở tại trên gò nổng. Usa và Ahiyo, con trai Abinadab, dẫn cái xe mới đó. Vậy chúng dời hòm khỏi nhà Abinadab ở tại trên gò nổng. Usa đi gần bên hòm của Đức Chúa Trời, còn Ahiyo đi trước hòm. David và cả nhà Israel đều múa hát trước mặt Đức Giê-hô-va với đủ thứ nhạc khí bằng gỗ bá hương, đàn cầm, đàn sắt, trống, bạc và mã la. Khi đến sân đạp lúa của Na-côn, Usa giơ tay lên nắm hòm của Đức Chúa Trời bởi vì những con bò vấp ngã. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi phần cùng Usa. Đức Chúa Trời hành hại người vì cớ lầm lỗi người, và người chết tại đó gần bên hòm của Đức Chúa Trời. David lấy làm buồn thảm vì Đức Giê-hô-va đã hành hại Usa, và người ta gọi chỗ ấy là hành hại Usa cho đến ngày nay. Trong ngày đó, David sợ Đức Giê-hô-va và nói rằng: hòm của Đức Giê-hô-va sẽ thế nào vào nhà ta được? Vậy David không muốn để hòm của Đức Giê-hô-va đến nhà mình tại trong thành David, bèn biểu dẫn vào trong nhà Obed-Edom là người gác. Như vậy, hòm của Đức Giê-hô-va ở 3 tháng trong nhà Obed-Edom người gác. Đức Giê-hô-va ban phước cho Obed-Edom và cả nhà người. Người ta đến nói cùng vua David rằng: Đức Giê-hô-va đã ban phước cho nhà Obed-Edom và mọi vật thuộc về người vì cớ hòm của Đức Chúa Trời. David bèn đi thỉnh hòm của Đức Chúa Trời ở nhà Obed-Edom đến trong thành David cách rất vui mừng. Khi những người khiêng hòm của Đức Chúa Trời đã đi 6 bước, thì David tế một con bò đực và một con thú mập béo. David mặc áo ephod vải gai, nhảy múa hết sức tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy, David và cả nhà Israel lấy tiếng vui mừng và tiếng kèn thổi mà thỉnh hòm của Đức Giê-hô-va lên là như vậy. Nhưng khi hòm của Đức Giê-hô-va vào thành David thì Mi-canh, con gái của Sao-lơ, dòm ngang qua cửa sổ,
thấy David múa nhảy trước mặt Đức Giê-hô-va thì trong lòng khinh bỉ người. Vậy chúng đem hòm của Đức Giê-hô-va vào, đặt tại chỗ giữa trại David đã dựng cho hòm đó, rồi David dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Khi David đã dâng của lễ thiêu và các của lễ thù ân, thì người nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà chúc phước cho dân sự. Người phát cho hết thảy dân chúng Israel, bất luận nam hay nữ, mỗi người một ổ bánh, một miếng thịt và một bánh nho. Đoạn hết thảy ai về nhà nấy. David cũng trở về đặng chúc phước cho nhà mình. Nhưng Mi-can, con gái của Saul, đến đón người mà nói rằng: Hôm nay vua Israel được vinh hiển thay mà ở trần trước mặt các con đòi của tôi tớ vua, làm như một kẻ không ra gì vậy. David đáp với Mi-can rằng: Ý tại trước mặt Đức Giê-hô-va là đấng đã chọn lấy ta làm hơn cha nàng và cả nhà người, lập ta làm vua chúa Israel, là dân của Đức Giê-hô-va. Phải, trước mặt Đức Giê-hô-va ta có hát múa, ta sẽ hạ mình xuống nhiều hơn nữa, tự xem mình là hèn mạt. Dầu vậy, những con đòi nàng nói đó lại sẽ tôn kính ta. Vì vậy, Mi-can, con gái Saul, không sinh con cho đến ngày nàng thác. Thi Thiên 100. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng. Hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi. Chúng tôi thuộc về Ngài. Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài. Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Chương 4. Vua Nebuchadnezzar truyền cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng ở trên khắp đất rằng: Nguyền cho sự bình an các ngươi được thêm lên. Ta lấy làm tốt lành mà ra cho các ngươi những dấu lạ và sự lạ mà Đức Chúa Trời rất cao đã làm ra đối với ta. Ôi, những dấu lạ của Ngài lớn lao là dường nào, những sự lạ của Ngài mạnh sức là dường nào. Nước Ngài là nước còn mãi mãi, và quyền thế Ngài từ đời nọ đến đời kia. Ta, Nebuchadnezzar, ở yên lặng trong cung ta và thịnh vượng trong đền ta. Ta thấy một điềm chiêm bao làm cho ta sợ sệt. Những ý tưởng của ta ở trên giường và những sự hiện thấy của đầu ta làm cho ta bối rối. Vậy, ta truyền chiếu chỉ đem hết thảy những bác sĩ của Babylon đến trước mặt ta, hầu cho họ giải nghĩa điềm chiêm bao cho ta. Bây giờ những đồng bóng, thuật sĩ, người canh đê và thầy bói đều đến. Ta kể điềm chiêm bao trước mặt họ, nhưng họ không giải nghĩa cho ta. Sau hết, có Daniel gọi là Belteshazzar, theo tên thần của ta, người được linh của các thần thánh cảm động thì đến ra mắt ta. Ta kể chiêm bao ta cho người mà rằng: Hỡi Belteshazzar, ngươi làm đầu các thuật sĩ, bởi ta biết rằng linh của các thần thánh ở trong ngươi, và không có một điều kín nhiệm nào là khó cho ngươi. Vậy hãy bảo cho ta những sự hiện thấy trong chiêm bao ta đã thấy, và hãy giải nghĩa. Này là những sự hiện thấy đã tỏ ra trong đầu ta khi ta nằm trên giường. Ta nhìn xem, và này, ở giữa đất có một cây cao lạ thường. Cây đó lớn lên và trở nên cứng mạnh. Ngọn nó chấm đến trời, và ở nơi cuối cùng khắp đất đều xem thấy nó. Lá nó thì đẹp, và trái thì sai, có đủ cho mọi loài ăn. Các thú đồng núp dưới bóng nó, chim trời ở trên nhành nó, và mọi loài xác thịt nhờ nó mà nuôi mình. Ta nhìn xem những sự hiện thấy trong đầu ta khi ta nằm trên giường, và này, có một đấng thánh canh giữ từ trên trời xuống. Người kêu lớn tiếng và nói rằng: Hãy đốn cây và chặt nhành nó, hãy làm rụng lá và vải trái nó ra, hãy cho thú vật tránh khỏi dưới nó và chim chóc khỏi nhành nó. Dầu vậy, hãy để lại gốc của rễ nó trong đất, mà cột nó bằng một dây xích sắt và đồng, nơi giữa cỏ xanh trong đồng ruộng.
cho nó bị sương trên trời thấm ướt, và cho người cùng các loài thú chia phần cỏ dưới đất. Cho lòng người bị đổi đi, và người được ban cho lòng thú, và trải qua bảy kỳ trên người. Án đó là bởi các đấng canh giữ đã định và lời các thánh đã truyền, hầu cho những kẻ sống biết rằng đấng rất cao cai trị trong nước của loài người. Ngài muốn ban cho ai tùy ý và lập kẻ rất hèn hạ trong loài người lên đó. Ta đây là vua Nebuchadnezzar đã thấy điềm chiêm bao ấy. Vậy, hỡi Belteshazzar, ngươi hãy giải nghĩa cho ta, vì hết thảy bác sĩ trong nước ta không có thể giải nghĩa cho ta được. Nhưng ngươi giải được, vì linh của các thần thánh ở trong ngươi. Bây giờ Daniel, gọi tên là Belteshazzar, bị câm trong dây lâu và những ý tưởng làm cho người bối rối. Vua lại cất tiếng nói rằng, hỡi Belteshazzar, đừng cho điềm chiêm bao và sự giải nghĩa làm rối ngươi. Belteshazzar nói rằng, thưa Chúa, nguyện cho điềm chiêm bao đến cho những kẻ ghét Chúa và sự giải nghĩa cho kẻ thù nghịch Chúa. Cây mà vua đã thấy trở nên lớn và mạnh, ngọn chấm đến trời và khắp đất đều xem thấy, lá thì đẹp và trái thì sai, có đủ cho mọi loài ăn, các thú đồng ở dưới bóng nó, các loài chim trời làm ổ trên nhành nó. Hỡi vua, ấy là chính mình vua. Vua đã trở nên lớn và mạnh, sự cao cả của vua tăng thêm và thấu đến trời, quyền thế vua đến đầu cùng đất. Xong, đến điều vua thấy một đấng thánh canh giữ từ trời mà xuống và nói rằng, hãy đốn cây và hủy phá đi. Xong, hãy để lại gốc của rễ nó trong đất, rồi hãy buộc nó bằng một dây xích sắt và đồng ở giữa đám cỏ xanh trong đồng ruộng, cho nó bị nhuần thấm bởi sương móc trên trời, và cho người có phần với các thú đồng cho đến khi đã trải qua trên người bảy kỳ. Hỡi vua, này là lời giải, và này là mạng lệnh của đấng rất cao đã đến trên vua, Chúa tôi. Người ta sẽ đuổi vua ra khỏi giữa loài người, và chỗ ở vua sẽ ở giữa những thú vật trong đồng. Vua sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò, và sẽ được thấm nhuần sương móc trên trời. Bảy kỳ sẽ trải qua trên vua, cho đến khi vua nhận biết rằng đấng rất cao cai trị trong nước loài người, và Ngài muốn ban cho ai tùy ý. Còn như đã truyền rằng chừa lại gốc của rễ cây đó, tức là khi nào vua đã nhận biết các từng trời cầm quyền, thì nước vua chắc sẽ thuộc về vua. Vậy nên hỡi vua, xin hãy nghe lời tôi khuyên vua. Hãy lấy sự công bình mà chuộc tội lỗi, hãy thương xót những kẻ nghèo khó để chuộc những điều gian ác mình. Như vậy, sự bình an vua còn có thể lâu dài hơn nữa. Hết thảy những sự đó đều đến cho vua Nebuchadnezzar. Khi khỏi 12 tháng, vua đi dạo trong hoàng cung Babylon, thì cất tiếng mà nói rằng, đây chẳng phải là Babylon lớn mà ta đã dựng bởi quyền cao cả để làm đế đô ta và làm sự vinh hiển oai nghi của ta sao? Lời chưa ra khỏi miệng vua, thì có tiếng từ trên trời xuống rằng, hỡi vua Nebuchadnezzar, đã báo cho ngươi biết rằng ngôi nước đã lìa khỏi ngươi. Ngươi sẽ bị đuổi khỏi giữa loài người, sẽ ở với thú đồng, sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò. Rồi bảy kỳ sẽ trải qua trên ngươi, cho đến khi ngươi nhận biết rằng đấng rất cao cai trị trong nước của loài người, và Ngài muốn ban cho ai tùy ý. Trong 9 giờ đó, lời nói ấy đã ứng nghiệm cho vua Nebuchadnezzar. Vua bị đuổi khỏi giữa loài người, ăn cỏ như bò. Thân thể vua phải thấm nhuần sương móc trên trời, cho đến tóc vua cũng mọc như lông chim ưng, móng vua thì giống như móng loài chim chóc. Đến cuối cùng những ngày đó, ta đây, Nebuchadnezzar, ngước mắt lên trời, trí khôn đã phục lại cho ta, và ta xưng tạ đấng rất cao. Ta bèn ngợi khen và làm sáng danh đấng sống đời đời. Uy quyền Ngài là uy quyền còn mãi mãi, nước Ngài từ đời nọ đến đời kia. Hết thảy dân cư trên đất, thảy đều cầm như là không có. Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời và ở giữa cư dân trên đất. Chẳng ai có thể cản tay Ngài và hỏi rằng, Ngài làm chi vậy? Trong lúc đó, trí khôn phục lại cho ta. Ta lại được sự vinh hiển của ngôi nước ta.
sự oai nghi chói sáng trở lại cho ta. Những nghị viên và đại thần ta lại chầu ta. Ta lại được lập lên trên ngôi nước, và sự uy nghi quyền thế ta càng thêm. Bây giờ ta, Nebuchadnezzar, ngợi khen, tôn vinh và làm cả sáng vua trên trời. Mọi công việc Ngài đều chân thật, các đường lối Ngài đều công bình, và kẻ nào bước đi kiêu ngạo, Ngài có thể hạ nó xuống. Chương 5. Vua Bên Sát Sa dọn tiệc lớn, đãi 1000 đại thần mình, và vua uống rượu trước mặt họ. Vua Bên Sát Sa đang nhấm rượu, truyền đem những khí mạnh bằng vàng và bạc mà vua Nebuchadnezzar cha mình đã lấy trong đền thờ tại Jerusalem, hầu cho vua và các đại thần cùng các hoàng hậu và cung phi vua dùng mà uống. Người ta bằng đem đến những khí mạnh bằng vàng đã lấy từ trong đền thờ của nhà Đức Chúa Trời tại Jerusalem, và vua cùng các đại thần, các hoàng hậu và cung phi mình dùng mà uống. Vậy họ uống rượu và ngợi khen các thần bằng vàng, bằng bạc, bằng đồng, bằng sắt, bằng gỗ và bằng đá. Chính giờ đó, có những ngón tay của bàn tay người hiện ra, viết trên vôi tường cung vua, đối ngay chỗ để chân đèn, và vua trông thấy phần bàn tay đó đang viết. Bây giờ vua biến sắc mặt, các ý tưởng làm cho vua bối rối, các xương lưng rời khớp ra và hai đầu gối chạm vào nhau. Vua kêu lớn tiếng truyền vời các thuật sĩ, người canh đê và thầy bói đến. Đoạn, vua cất tiếng và nói cùng những bác sĩ của Babylon rằng, ai đọc được chữ này và giải nghĩa ra cho ta, thì sẽ được mặc màu tía, được đeo vòng vàng vào cổ và được giữ bậc thứ ba trong việc chính trị nhà nước. Bây giờ hết thảy bác sĩ của vua đều vào, nhưng họ không đọc được chữ, cũng không thể cắt nghĩa cho vua được. Vua Bên Sát Sa lấy làm bối rối lắm, sắc mặt người đổi đi, các quan đại thần đều bỡ ngỡ. Bà Thái Hậu, vì cớ lời của vua và các quan đại thần đã nói, bèn vào trong phòng tiệc, cất tiếng nói rằng, hỡi vua, chúc vua sống đời đời. Xin vua chớ để tư tưởng bối rối, chớ đổi sắc mặt đi. Trong nước vua có một người, linh của các thần thánh ở trong nó. Về đời vua cha, người ta thấy trong nó có ánh sáng, sự thông minh, khôn ngoan như sự khôn ngoan của các vị thần. Vậy nên vua Nebuchadnezzar cha vua, chính cha vua, đã lập người lên làm đầu các đồng bóng thuật sĩ, người canh đê và thầy bói. Bởi vì Daniel mà vua đã đặt tên là Belteshazzar, trong người có linh tính tốt lành, có sự thông biết và khôn sáng để giải được những điềm chiêm bao, cắt nghĩa được những câu kín nhiệm và làm cho những sự hồ nghi tan chảy. Vậy, bây giờ hãy sai gọi Daniel và người sẽ giải nghĩa cho. Bây giờ, Daniel được đem đến trước mặt vua. Đoạn, vua cất tiếng nói cùng Daniel rằng, ngươi có phải là Daniel, một trong các con cái phu tù Juda mà vua cha ta đã điệu từ Juda về chăng? Ta đã nghe nói về ngươi rằng, linh của các thần ở trong ngươi, và người ta đã thấy trong ngươi có ánh sáng, sự thông minh và khôn ngoan lạ thường. Bây giờ, những bác sĩ và thuật sĩ đã được đem đến trước mặt ta để đọc những chữ này và giải nghĩa cho ta, nhưng họ không giải nghĩa được. Ta nghe nói rằng ngươi có thể giải nghĩa và làm cho những sự hồ nghi tan chảy. Vậy, nếu ngươi đọc được chữ này và giải nghĩa cho ta, thì sẽ được mặc màu tía, sẽ mang vòng vàng nơi cổ và giữ chức thứ ba trong việc chính trị nhà nước. Bây giờ Daniel cất tiếng và nói trước mặt vua rằng, vua hãy giữ lại của ban thưởng và lễ vật vua hãy ban cho kẻ khác. Dầu vậy, tôi sẽ đọc chữ viết đó và giải nghĩa cho vua. Hỡi vua, Đức Chúa Trời rất cao đã ban ngôi vua và quyền thế lớn, sự tôn vinh và uy nghiêm cho cha vua là Nebuchadnezzar. Vì cớ Ngài đã ban cho người quyền to, thì hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều run rẩy trước mặt người và sợ hãi người. Người muốn giết ai thì giết, và muốn để ai sống thì để. Người nâng ai cao lên hay hạ ai thấp xuống thì tùy ý người. Nhưng vì lòng người tự cao và tính người cứng cỏi, làm một cách kiêu ngạo,
nên người bị truất mất ngôi vua và lột hết sự vinh hiển. Người bị đuổi khỏi giữa các con trai loài người, lòng người trở nên giống như lòng súc vật, và chỗ ở người thì cùng với những lừa rừng. Người bị nuôi bằng cỏ như bò, và thân người bị nhuần thấm sương mắt trên trời, cho đến khi người nhận biết rằng Đức Chúa Trời rất cao cai trị trong nước loài người, và Ngài muốn lập ai lên đó tùy ý. Hỡi vua bên sát xa, con của người, vua cũng vậy. Dầu vua đã biết hết các việc ấy, mà lòng vua cũng không chịu nhún nhường chút nào. Nhưng vua đã lên mình nghịch cùng Chúa trên trời, mà khiến đem đến trước vua những khí mạnh của nhà Ngài, và dùng mà uống rượu, cùng với các quan đại thần, các hoàng hậu và cung phi vua. Vua cũng đã tôn vinh các thần bằng bạc, bằng vàng, bằng đồng, bằng sắt, bằng gỗ và bằng đá, là những thần không thấy, không nghe, không biết gì. Và vua không thờ phượng Đức Chúa Trời, là đấng cầm trong tay Ngài hơi thở và hết thảy các đường lối của vua. Vậy nên, từ nơi Ngài đã sai phần bàn tay này đến và chữ đó đã vạch ra. Những chữ đã vạch ra như sau này: Mene, Mene, Teken, Uphaxin. Này là nghĩa những chữ đó. Mene là Đức Chúa Trời đã đếm nước vua và khiến nó đến cuối cùng. Teken là vua đã bị cân trên cái cân và thấy là kém thiếu. Pheret là nước vua bị chia ra, được ban cho người Medi và người Pherosher. Tức thì, theo lệnh truyền của vua bên sát xa, người ta mặc màu tía cho Daniel, đeo vào cổ người một vòng vàng và rao ra rằng người được giữ chức thứ ba trong việc chính trị nhà nước. Ngay đêm đó, vua người Canh Đê là bên sát xa bị giết, rồi Darius là người Medi được nước. Bây giờ, tuổi người độ 62. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.